Đây là những gì các bạn có thể được học để có thể tự mình phát triển một cái hệ thống tự động kinh doanh online với phễu marketing và bán hàng. Đây thực sự là một cái công cụ vô cùng hiệu quả để giúp cho các bạn có thể tăng được cái lượng đơn lên nhanh chóng, cũng như là bây giờ bạn chưa biết gì về kinh doanh cả, hoặc là các bạn cũng đang làm freelancer hay là kiếm tiền online, thì công cụ này cũng có thể áp dụng để cho các bạn vô cùng hiệu quả. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những cái công cụ này có thể giúp ích được cho các bạn những cái gì và có thể grow hack cho cái dự án kinh doanh của các bạn, tăng thêm nhiều đơn với cái chi phí cực kỳ thấp. Đây là bạn có phải không ạ? Chúng ta đang kinh doanh khá là mệt mỏi, hoặc là thậm chí là các bạn làm rất là nhiều nhưng mà không có hiệu quả, và chúng ta sẽ phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Ví dụ như là Nhung thấy rất là nhiều bạn là làm thì luôn bận rộn, làm chủ nhưng mà luôn luôn bận rộn với những cái công việc, lúc nào cũng phải lo lắng đi tìm khách hàng, và chúng ta kinh doanh trong một cái thời đại mà vô cùng cạnh tranh thì nó rất là vất vả. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách như thế nào để cho các bạn có thể kinh doanh nhẹ nhàng hơn nhưng mà đạt được cái kết quả về tiền cao hơn rất là nhiều. Thì Nhung sẽ giúp cho các bạn dần dần thay đổi những cái mà tư duy xưa nay mà chúng ta đang nghĩ là chúng ta phải làm như thế này, phải làm như thế kia mới có thể đạt được cái lượng đơn hay là đạt được cái thu nhập như các bạn mong muốn. Thì có rất là nhiều thứ mà bây giờ có thể áp dụng công nghệ để các bạn có thể làm ít hơn nhưng mà đạt hiệu quả, gia tăng thu nhập cao hơn rất là nhiều, và đặc biệt là cái lượng thu nhập thụ động chứ không phải là chúng ta làm việc quá vất vả nữa. Rất là nhiều bạn ở đây có phải là các bạn đang gặp vấn đề là chúng ta tốn quá nhiều cái chi phí marketing mà chưa ra đơn nhiều. Cụ thể là Nhung thấy là chúng ta nghĩ là cái duy nhất cái cách mà mình muốn có được nhiều đơn thì chúng ta phải chạy quảng cáo, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn chạy, nhưng mà chạy rồi thì thấy cái chi phí nó quá cao mà cái số tiền về lại cũng không có nhiều, và thậm chí rất là nhiều bạn cũng chạy theo cái việc là chúng ta mỗi cái sản phẩm của mình á, cái mức lợi nhuận nó quá thấp, nhưng mà các bạn vẫn chạy và cuối cùng là các bạn còn bị lỗ từ chạy quảng cáo nữa kìa. Thì có phải đó là chính là bạn không ạ? Và thứ hai là các bạn kiếm khách hàng quá vất vả. Nhiều bạn thì chúng ta nghĩ là kinh doanh online thì chúng ta mới bắt đầu vào thì chúng ta thấy là nó đơn giản thôi, là mình chỉ có bán trên Facebook cá nhân của mình hay là các bạn vào những cái group nơi mà có nhiều cái khách hàng tiềm năng á, nhưng mà lúc đó thì một người hỏi thì đến cả 100 người trả lời, thì 100 người trả lời đó đều bán những cái sản phẩm giống bạn, thì chúng ta làm sao để chúng ta cạnh tranh với những người đó? Và chúng ta kiếm khách hàng thực sự là quá vất vả và phải liên tục đi tìm kiếm khách hàng, liên tục phải làm một cái hành động gì đó, bán hàng để thì chúng ta mới có tiền. Và thực sự là bây giờ mọi thứ nó đều rất là cạnh tranh, đặc biệt là những cái bạn nào mà kinh doanh những cái sản phẩm hữu hình mà có rất là nhiều, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể mua trên Shopee, Lazada, Tiki, và một sản phẩm thì có nhiều người bán, cho nên là cái thị trường bây giờ nó khá là cạnh tranh. Thì tại sao chúng ta hãy không nghĩ tới cái việc mà chúng ta marketing một cách tự động để có thể chuyển đổi ra đơn mà các bạn không cần phải nhúng tay vào? Hay là chúng ta có thể kiếm khách hàng một cách tự động luôn, đơn giản, rồi nó nhẹ nhàng và nó tự ra đơn cho các bạn. Và đặc biệt á, là chúng ta không cần phải lo cạnh tranh, bởi vì những cái phương pháp này sẽ giúp cho các bạn đem lại được cái giá trị và cái lòng tin cho khách hàng. Thì không chỉ họ mua một lần mà họ còn mua được nhiều lần. Thì đây có phải là cái mà các bạn muốn không ạ? Đấy, Nhung luôn luôn là muốn đặt cái câu hỏi ha cho chính bản thân mình á, là liệu mình làm nhiều thì nó có ra nhiều tiền hay không. Và Nhung mong muốn các bạn cũng đặt cái câu hỏi này cho bản thân các bạn. Liệu những cái mà các bạn đang làm bây giờ giống hệt những người khác, rất vất vả nhưng mà có ra nhiều tiền hay không? Hay thậm chí là vất vả nhưng mà lại đổi lại là cái thu nhập nó rất là thấp. Cuối tháng mà các bạn xem thậm chí là âm, hoặc là các bạn còn không có tính toán được là các bạn kiếm được bao nhiêu, hoặc là chúng ta có cái kiểu là chúng ta kinh doanh, chúng ta cứ thu về, sau đó là chúng ta lại nhập hàng, rồi cuối cùng nó cứ nhập nhằng giữa hai bên, thì chúng ta không có biết được thực sự là mình có ra tiền hay không, và chúng ta tiêu tiền cũng rất là nhập nhằng trong khi mà các bạn đang kinh doanh nhỏ. Đấy. Thì thay vì chúng ta đang suy nghĩ đến cái việc mà chúng ta làm theo cái kiểu truyền thống là làm, người ta nói là làm thuê thì làm có 8 tiếng một ngày, 9 to 5, nhưng mà cuối cùng làm chủ thì các bạn có khi làm nói không phải là 24/24, thì đương nhiên là các bạn còn phải ngủ nữa, nhưng mà cái chúng ta thường hay nói là nói đùa là làm chủ là làm
bận luôn tay luôn chân 24/24, việc gì cũng đến tay các bạn. Hệ thống các bạn làm việc không có hệ thống, hoặc là cái hoặc là nó rất phức tạp, nó cứ lung tung quy trình cả ra. Và rất là nhiều bạn thì khi mà các bạn kinh doanh còn nhỏ lẻ thì chúng ta không có một cái quy trình, chúng ta không có hệ thống luôn, và các bạn rất là ngại áp dụng những cái gì mà nó liên quan đến công nghệ. Bởi vì các bạn nghĩ là các bạn một mùa công nghệ. Cái rất là nhiều bạn khi vào kinh doanh thì biết mỗi là úp bài trên Facebook thôi. Vậy úp bài như thế nào để cho khách hàng mua thì các bạn cũng không biết. Thì không biết là các bạn đang gặp trường hợp như thế này không ạ? Đây là cái kiểu kinh doanh các bạn đang kinh doanh truyền thống. Tuy là mang tiếng là kinh doanh online, nhưng chúng ta đang làm kinh doanh truyền thống đó. Bởi vì làm theo kiểu cảm hứng, thích làm cái gì thì làm, không có một quy trình, không có một cái cơ sở gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng cái công nghệ thì chúng ta sẽ thấy là cái công việc nó rất là bài bản, nó rất là theo một cái quy trình rõ rệt. Thì trong cái bài này thì Nhung sẽ dần dần giúp cho các bạn hiểu ra là mình sẽ phải làm áp dụng những cái công nghệ này như thế này, làm vào cái công việc của các bạn như thế nào mà nó rất là đơn giản, nó không hề khó. Chúng ta chỉ cần vượt qua được cái giới hạn của mình là chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta sẽ phải áp dụng công nghệ thôi. Bởi vì là không thể nào để mãi cái trường hợp của mình đó là mình làm quá vất vả mà không ra tiền. Mà chúng ta chỉ có áp dụng một chút công nghệ thôi mà ai cũng có thể làm được. Nhưng mà thay vì chúng ta liên tục bao nhiêu năm chúng ta làm theo cái cách cũ, nó không hiệu quả. Thậm chí là càng ngày cái sự cạnh tranh rồi là công nghệ nó mới ra thì các bạn sẽ còn bị đẩy lùi. Thậm chí là có những cái ngành nghề nó biến mất luôn. Đó, thì chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra một cái thời gian, ví dụ như là một tuần, một tháng thôi, chúng ta học và chúng ta áp dụng tốt nhất có thể, thì các bạn sẽ thấy công việc của các bạn sau đó nó trơn tru và khỏe hơn rất là nhiều. Đây là những cái mà Nhung luôn luôn áp dụng. Từ những cái ngày đầu mà Nhung kinh doanh thì Nhung đã áp dụng công nghệ và cho cái việc mà thu hút khách hàng một cách tự động, để khách hàng đến với mình chứ mình không cần phải lo là không biết là cái lượng khách hàng sụt giảm hay là không làm sao để marketing tới khách hàng mới. Thì đấy là các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều trang website mà Nhung đã làm và Nhung áp dụng cái điều đó, và nó thực sự là nó giúp cho mình rất là tự do, mặc dù là mình đang kinh doanh không phải là đầu tắt mặt tối nữa. Vậy thì làm sao, làm thế nào để có thể thu hút khách hàng online ra đơn khủng với không bằng không chi phí và nó hoàn toàn mà tự động? Nhung nghĩ là rất là nhiều bạn có một cái mong muốn, đó chính là nghe nó hơi buồn cười, nó là không làm mà vẫn khó ăn đấy. Thì cái khách này thì nó sẽ giúp cho các bạn đỡ hơn rất là nhiều. Tức là chúng ta chỉ cần set up một lần và chúng ta cứ thế là chúng ta làm, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái và cái lượng đơn nó ra cực kỳ chất lượng nha các bạn. Đấy, thì đây là cái cách mà Nhung chỉ cho các bạn chắc ăn này, thành công nhất này, không tốn nhiều chi phí, marketing hoàn toàn là không đồng, vận hành gọn nhẹ, thậm chí là marketing không đồng hoặc là các bạn bỏ ít chi phí thôi nhưng mà nó ra rất là hiệu quả, rất là cao. Và các bạn vận hành gọn nhẹ, có thể điều khiển mọi thứ từ xa, giống như Nhung á, Nhung làm việc ở bất kỳ nơi đâu vẫn có thể điều khiển từ xa. Và bất kể là cái xuất phát của bạn bằng không, các bạn không biết gì về công nghệ, các bạn sợ công nghệ, các bạn mù công nghệ, thì những cái này các bạn hoàn toàn có thể áp dụng nếu như mà chúng ta tập trung một cái thời gian rất ngắn và cố gắng thôi, thì mọi thứ nó đều thay đổi và các bạn sẽ thấy được cái kết quả nó đến rất là nhanh chóng. Thì đây là một cái số ví dụ mà Nhung đã làm, và các bạn sẽ thấy là trong lúc mà Nhung đi du lịch ở Bồ Đào Nha này thì mọi thứ nó vẫn vận hành, cái business của Nhung nó vẫn vận hành, tiền nó vẫn tới trên cái cho mình, mà mình đâu có làm gì đâu, đó là nhờ là Nhung đã set up mọi thứ tự động hết rồi. Đấy, các bạn thấy không, từ rất và tiền đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau chứ không phải là một nguồn nữa, không phải là phụ thuộc vào một nguồn nữa. Thì cái việc này giúp cho các bạn sẽ tạo dần những cái nguồn thu nhập thụ động, đó là cái mà chúng ta luôn luôn mong muốn, đúng không ạ? Các bạn thấy là ở Việt Nam thì luôn luôn là chúng ta nghĩ là có nguồn thu nhập thụ động thì phải có là bất động sản này nọ, nhưng mà các bạn biết là để mà tiết kiệm để có được cái nguồn bất động sản thì nó không hề dễ, không phải là bất kỳ ai cũng làm được. Tuy nhiên với những cái này chúng ta có thể bắt đầu với chi phí bằng không, nhưng mà cái nguồn thu nhập thụ động nó đến rất là tốt. Thậm chí có thể là bắt đầu bằng không, hoặc là các bạn có thể bắt đầu với một cái số vốn rất nhỏ, ví dụ như là dưới 5 triệu thì hoàn toàn chúng ta kiểu là cái con số đó thì nó không bao nhiêu cả, đúng không ạ? Thì nhưng mà chúng ta có được cái nguồn thu nhập thụ động rất là tốt và tự động hóa mọi công việc quy trình để chúng ta không phải là vất vả làm việc nữa, và làm ít mà hiệu quả cao, tiền vẫn liên tục về và liên tục tăng lên chứ không phải là nó bị chậm.
Đấy thì để tuy là chúng ta rất là muốn những cái điều này, nhưng mà các bạn đang có những cái lối mòn như sau. Thì các bạn nghĩ là làm tự động thì phải rất là am hiểu về công nghệ, phải code kiết này nọ, chỉ có dân IT mới có thể làm được thôi. Thì cái đây không phải là như vậy nha các bạn. Thực sự là nó rất là đơn giản. Đó, và chúng ta đang bị cái nỗi sợ là mù công nghệ, cho nên là chúng ta không có dám áp dụng những cái điều này. Nghe nó rất là nhức đầu, nghe nó rất là cái gì đó nó rất là vĩ mô, rất là to lớn mà các bạn không làm được. Thì rất là nhiều bạn tự hỏi là tôi có thể làm gì, mà đương nhiên là vì cái nỗi sợ á, cho nên là các bạn mới là lo lắng là không biết là có những bạn nghĩ là không biết là nếu mà bây giờ mình không thay đổi, mình cứ làm y chang cách cũ thì có sao không? Rồi nếu mà bây giờ làm theo Nhung nói đi, thì có thể thay đổi thêm một cái hướng mà làm nó có liên quan đến công nghệ một chút để có thể ra đơn tự động, thì có chắc ăn là mình có thể đạt được cái công, hay là mình phải vượt qua cái ngưỡng an toàn của mình nó đã khó khăn rồi. Rồi xong là bây giờ mình phải làm một cái mới thì nó rất là khó. Thì chắc ăn là nó có đảm bảo hay không, thì Nhung mong các bạn hãy suy nghĩ theo hướng khác, là chúng ta sẽ hãy nghĩ là các bạn có thể làm được cái gì để có thể thay đổi theo cái hướng tự động, có thể kiếm được nhiều tiền hơn và tự do hơn. Đấy là cái tư duy mà Nhung đã áp dụng khi mà Nhung mới bắt đầu làm kinh doanh online luôn. Thì Nhung luôn luôn nghĩ theo cái hướng đó, cho nên các bạn thấy là cái cách Nhung làm hầu như khác rất là nhiều những cái bạn kinh doanh nhỏ lẻ khác. Thì Nhung luôn luôn nghĩ làm sao là cái này làm sao có thể tự động hơn, cái này làm sao có thể rút ngắn được hơn, cái quy trình của nó làm sao mà có thể nhanh gọn nhẹ hơn, và khách hàng có thể là mình có thể set up được một cái hệ thống, rồi cuối cùng là khách hàng tự chuyển đổi ra đơn. Cái đó là cái mindset mà Nhung luôn suy nghĩ từ cái mới đầu mà Nhung đã kinh doanh rồi. Cho nên các bạn thấy là sau cái thời gian 9-10 năm thì Nhung đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc xây dựng một cái hệ thống kinh doanh tự động, trong khi đó những cái người mà kinh doanh nhỏ lẻ khác thì họ lại suy nghĩ theo cái hướng khác, họ làm rất là vất vả. Và họ nếu mà họ nghĩ đến việc đầu tư một cái hệ thống thì cũng rất là tốn kém. Nhưng mà Nhung thì không, thì Nhung cái chi phí của Nhung thấp nè, và mọi thứ nó đều làm việc hiệu quả, kể cả khi mà Nhung làm một người hay là một cái team cực kỳ nhỏ thì cũng rất là hiệu quả. Thì cho nên là không phải là các bạn chờ cho đến khi mà chúng ta là một team lớn, một cái startup gì nó ghê gớm lắm thì chúng ta mới có thể áp dụng công nghệ và tự động được. Mà bản thân bạn bây giờ, bạn làm một mình em, bạn đang kinh doanh bất kỳ một cái sản phẩm nào thì chúng ta cũng có thể áp dụng được những cái điều này, và các bạn thực sự là sẽ hướng tới được những cái gì mà các bạn mơ ước, là có nhiều tiền hơn và tự do hơn, khỏe hơn, bằng cách chúng ta sẽ vận hành mọi thứ là chúng ta như cái cách mà Nhung làm thì Nhung luôn suy nghĩ là cái hướng của khách hàng, cái làm sao để cho khách hàng họ thích mua hơn, họ thích mua hơn và họ tự tìm đến mình một cách tự động. Thì qua những cái kênh online thì làm sao chúng ta set up được những cái điều đó. Và kể cả khi mà tạo ra những cái sản phẩm thì Nhung cũng hướng tới những cái gì đó nó tự động hóa hơn. Làm sao để cho nó có thể dễ dàng, khách hàng có thể dễ dàng mua. Làm sao mình có thể đóng gói cái sản phẩm để giúp cho mình đỡ tốn cái chi phí, đỡ tốn cái việc mà chúng ta phải quản lý mọi thứ. Thì nhẹ nhàng nhất có thể thì Nhung mới chọn những cái sản phẩm đó. Và làm sao mà cái lợi nhuận của mình nó cũng đủ cao để mình làm. Thì đấy là Nhung suy nghĩ hết tất cả những cái yếu tố khi mà làm kinh doanh ngay từ lúc đầu, thì để làm sao để mình có thể vận hành tự động hết như vậy. Thì đấy là cái hướng tư duy của bản thân Nhung, và Nhung hy vọng là cái bạn cũng sẽ suy nghĩ được như vậy, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là cái việc kinh doanh nó cực kỳ thoải mái. Cái thứ hai, các bạn thường tìm kiếm khách hàng theo kiểu rất là thủ công. Các bạn mất tiền chạy quảng cáo. Nhung không có phải là Nhung kiểu là không cổ vũ chạy quảng cáo, tại vì bản thân Nhung cũng đi chạy quảng cáo, cũng có chạy quảng cáo cho những cái sản phẩm của mình, chẳng qua là nó không nhiều thôi. Nhưng mà các bạn hãy suy nghĩ đến cái việc làm sao để chúng ta chạy quảng cáo hiệu quả hơn, ra nhiều đơn hơn và tốn ít chi phí hơn, và thậm chí là chúng ta sẽ làm sao để tìm kiếm khách hàng một cách tự động hơn. Thì các bạn sẽ thấy những cái công ty, thậm chí những công ty rất lớn như là LinkedIn hay là HubSpot, đây là những cái công ty về công nghệ, thì họ cũng áp dụng những cái sự tự động hóa để có thể tìm kiếm được cái khách hàng của mình. Thì cho nên nó là cái này nó đã ứng dụng ở trên thế giới từ rất lâu rồi, chứ không phải là tự nhiên mà Nhung nghĩ ra rồi Nhung áp dụng, mà Nhung đã thấy được người ta làm và mình cũng áp dụng y hệt như vậy. Thì đương nhiên cái gì mà đã được chứng minh rồi thì nó tốt và mình làm theo thì nó sẽ tốt, đúng không ạ? Thì Nhung đã áp dụng cái phễu marketing này và cho ra được cái lợi nhuận là một trong những cái
một trong những cái website những bán tour 70 triệu hoàn toàn tự động nha các bạn. Khách hàng tự tìm tới chứ không phải là mình đi tìm kiếm khách hàng. Thậm chí là có những cái lúc rất cao điểm nhưng còn không có đủ cái đủ đủ nhân lực để làm cho những khách hàng đó luôn. Đó họ tự động tới với mình hết. Và với đặc biệt là với những cái sản phẩm số thì nó lại càng hoàn toàn tự động luôn. Mình không cần phải đụng tay đụng chân gì hết. Và với những cái phễu marketing Nhung đã làm thì nó đã giúp cho Nhung chốt được đơn rất là nhanh chóng, nhẹ nhàng, khách hàng họ tự mua trên website. Và đấy là những cái mà sẽ giúp cho các bạn tự do hơn, nhiều tiền hơn. Các bạn có thời gian cho bản thân, các bạn có thời gian để phát triển bản thân, phát triển những cái sản phẩm dịch vụ mới, gia tăng giá trị, giá cả, tính độc quyền và càng ngày cái business của các bạn càng phát triển hơn. Thì cái đấy là cái mà Nhung mong muốn là khi mà các bạn thả vào tham gia cái chương này, cái phần này Nhung tách riêng ra để cho những cái bạn nào mà có thể là phát triển thêm để chúng ta thực sự là với cái chương này sẽ giúp cho các bạn coi như là nâng một cái tầm mới. Cho nên nó là các bạn hãy cố gắng làm để cho các bạn thực sự đã đạt được những cái gì các bạn mong muốn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thu hút được cái lượng khách hàng khổng lồ với chi phí bằng không hoặc là rất thấp? Đơn giản, chỉ cần tạo trong vòng một tuần mà chúng ta tập trung, chúng ta tạo một tuần thôi, nó chuyển đổi ra đơn tự động mà không cần vất vả tư vấn này, thuyết phục khách hàng mua. Thì làm như thế nào thì Nhung sẽ chỉ cho các bạn những cái phương pháp mà trong cái chương này các bạn sẽ được học. Thứ nhất là các bạn sẽ đây là những cái ví dụ như là cái ebook về du lịch Việt Nam thì bên Nhung đã tạo ra, thì Nhung tặng cho khách hàng này. Đấy, thì trên cái website của mình thì Nhung từ cái này người ta sẽ để thông tin lại để người ta nhận cái đây. Và trong cái ebook này Nhung cũng bán những cái tour của bên Nhung luôn. Đó. Và khi mà người ta nhận được cái ebook này sẽ có một cái chuỗi email tự động gửi tới để chốt đơn với khách hàng. Và cái lượng khách hàng họ mua qua cái ebook này của Nhung để mua một cái gói tour là tour chọn gói á, đi du lịch Việt Nam mà thường khách nước ngoài họ đi rất là dài ngày thì họ trả rất là nhiều tiền. Thì các bạn thấy là một công mà Nhung tạo ra một cái hệ thống này thôi, nó không hề khó. Ai cũng có thể làm được. Thì nó đã tự động tạo ra khách hàng cho Nhung mà Nhung không cần phải vất vả. Và khi mà họ thấy cái ebook này của mình á, quá chi tiết, thì họ tin tưởng mình, họ biết mình là một chuyên gia. Thay vì họ phó mặc cái chuyến đi của họ cho một cái agency mà họ không hề biết, chưa chắc là agency đó đã giúp cho họ có được một cái chuyến đi tốt đẹp hay là làm đúng những cái ý họ muốn. Thì thông qua cái này thì Nhung đã tạo được lòng tin cho khách hàng luôn. Hay là cái phễu này Nhung đã tạo cho cái website là Kiếm Tiền Online Hub. Thì với những cái khách hàng mà hoàn toàn lạ thì họ chưa biết là không biết là học Nhung thì có hiệu quả hay không, có thể làm ra tiền hay không. Thì từ cái việc là luôn luôn là mình sẽ phải giáo dục khách hàng và khiến cho khách hàng tin tưởng, họ hiểu rồi thì họ mới sẵn sàng xuống tiền mua, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm. Thì nhờ cái phễu này thì Nhung đã có được cái lượng đơn nó về tự động nó rất là đơn giản. Thì Nhung có thể tính toán được, nhìn thấy được hết ở trên trang web. Thì các bạn thấy không, với những cái lượng đơn này thì Nhung đã kiếm được 100 mấy đến 200 mấy một tháng rồi với một cái này hoàn toàn tự động luôn. Này, thì cái phễu marketing là cái gì? Thì các bạn thấy này, thường là chúng ta sẽ có một cái quy trình làm sao để thu hút được khách hàng biết về mình cái đã. Đó, thì giống như chúng ta khi mà chúng ta chạy quảng cáo cũng là một cái cách mà để khách hàng họ biết về mình. Thì các bạn thấy không, đô la đây là nó tượng trưng cho, nó gọi là lead, kéo những cái lượng khách hàng về để biết đến mình. Đó, thì nó gọi là lead. Đó, thì lead magnet là những cái như là ebook hay là checklist hay là cái webinar hay là một cái gì đó để miễn phí hoặc là số tiền nó rất là thấp để người ta quan tâm, người ta để ý, nó rất là thu hút để người ta vào này. Sau khi người ta vào thì chúng ta sẽ có một cái quy trình follow, tức là chúng ta sẽ gửi email hay là chúng ta gọi điện hay một cái gì đó để khiến cho khách hàng chuyển đổi ra đơn hàng. Thì khi mà khách hàng họ đã nhận được một cái gì có như là mình marketing để cho họ biết về mình, rồi sau đó là chúng ta làm cái bước sale và trở thành khách hàng, thì nó vô cùng đơn giản. Làm theo kiểu đó thì nó dễ dàng hơn so với cái việc mà chúng ta cứ liên tục bán khách hàng, đặc biệt là với những cái sản phẩm á, mà họ không có quyết định ngay.
họ họ cần thời gian cân nhắc suy nghĩ và họ cần có một cái sự độ tin tưởng nhất định. Thì cái việc mà chúng ta tạo những cái phễu này nó rất là thú vị và nó rất là tốt để cho khách hàng tạo nên một cái lòng tin và họ mua. Ví dụ như đây các bạn thấy là từ cái ebook này của Nhung này, Nhung có cái độ mở rất là cao, độ click rất là cao, và từ đó là Nhung gửi những cái email tự động cho khách hàng, và khách hàng họ sẽ có những khách hàng họ tưởng như là cái email này là gửi riêng cho họ luôn, tại vì Nhung thường viết những cái email nó rất là cảm giác rất là riêng tư, gửi giống như là mình gửi riêng cho họ, thì họ thường rất là thường trả lời. Và trong những cái email đó thì như các bạn thấy này, những cái email đó là đây là những cái email hệ thống tự động này đó, và họ đã qua cái email này họ đã hỏi cái tour của bên Nhung đó, thì cho nên nó là cái lượng đơn về từ những cái từ từ cái kiểu này nó rất là nhiều và nó tự động luôn. À, thì nó rất là khỏe. Và không chỉ là nó cái việc mà các bạn bán được một cái sản phẩm thôi, mà các bạn còn thể có thể bán trong một cái quy trình phễu của các bạn, bán nhiều những cái dịch vụ sản phẩm khác nhau. Các bạn có thể bán thêm để bán chéo những cái gì sản phẩm có liên quan, hay là nâng cao cái phân khúc khách hàng nữa. Thì đây là một cái hệ thống mà sẽ giúp cho các bạn đem lại được rất là nhiều tiền tài một cách tự động. Và nếu như các bạn muốn kinh doanh khỏe hơn, thu nhập cao hơn và tự do hơn, thì Nhung mong muốn là các bạn sẽ suy nghĩ đến cái hướng này. Hay là các bạn, nếu mà các bạn có tin với cái việc là các bạn có thể kinh doanh online theo một cái hệ thống tự động và thu hút khách hàng chốt đơn trên web không ạ? Nếu như mà các bạn tin vào chuyện này và các bạn muốn được cái điều này, thì chắc chắn nó sẽ các bạn sẽ phải tập trung để làm cái chuyện là chúng ta xây dựng một cái hệ thống chỉ trong vòng một tuần thôi, nó có thể thay đổi được cả tương lai của các bạn hơn, cả thay đổi cả cái tương lai của cái business của các bạn luôn. Thay vì là chúng ta đang chật vật trong những cái thời gian vừa qua, có thể là nhiều tháng rồi chưa hiệu quả, hay là cả mấy năm trời rồi chưa hiệu quả, thì bây giờ chúng ta hãy thử một tuần chúng ta tập trung để chúng ta phát triển cái hệ thống này. Và nó hoàn toàn đơn giản, ai cũng có thể làm được như Nhung có chia sẻ trước đây. Thì với cái hệ thống này thì các bạn sẽ được học rất là nhiều những cái bài học, để tất cả những bạn mà thậm chí là các bạn chưa biết gì cả, các bạn cũng có thể xây dựng được một cái hệ thống phễu tự động ra đơn như thế này, tự động chuyển đổi cho các bạn. Đó, thì Nhung sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z, từ cái việc mà chiến lược để tạo những cái phễu tỷ lệ chuyển đổi cao như thế nào, rồi nó là những cái gì, các bạn xây dựng những cái mà để kéo khách hàng vào như thế nào một cách nhanh chóng và một cách hiệu quả và đem lại giá trị cho người ta. Và sau đó là chúng ta sẽ set up những cái email marketing, cứ giống như là một người mà tư vấn cho khách hàng 24 trên 24 vậy, và nó đi sâu vào tâm lý của họ để họ đẩy họ cảm xúc để và cuối cùng là họ mua. Đấy, thì những cái cách viết như thế nào để tạo ra được những cái giá trị, những cái đơn hàng cho các bạn hoàn toàn tự động, thì Nhung có hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z. Kể cả khi các bạn chưa biết là chúng ta phải cần phải bán cái gì trong cái phễu này, thì Nhung cũng có hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn sẽ tạo ra những cái sản phẩm có giá trị lợi nhuận cao để các bạn có thể bán ở trong phễu và một cách tự động. Và nếu mà các bạn không muốn tạo ra cái sản phẩm của mình, thì với những cái bạn làm kiếm tiền online, thì chúng ta cũng có thể là thông qua cái hình thức affiliate marketing mà chúng ta gắn ở trong cái lead magnet của mình đó, là những cái mà có thể thu hút khách hàng vào cái phễu của các bạn, thì chúng ta sẽ gắn sẵn ở trên đó và khách hàng có thể là click và tự mua qua cái link của các bạn luôn. Thì trước đây Nhung đã làm như vậy rồi và nó rất là hiệu quả. Thì với một cái công Nhung chỉ set up trong vòng một tuần thôi, và cái tiền affiliate nó đến rất là đều, thì Nhung sẽ chỉ cho các bạn những cái cách như thế này để các bạn làm luôn. Và với những cái bạn nào mà chưa biết là chúng ta sẽ xây dựng cái phễu một cách tự động như thế nào, thì đã có những cái hướng dẫn từng bước là cách chúng ta tạo ra những cái lead magnet, ví dụ như là ebook này, khóa học mini, hay là những cái dùng thử này, chạy này, này nọ, nó rất là nhiều. Những cái lead magnet đó thì Nhung sẽ show cho các bạn cái cách làm như thế nào một cách đơn giản nhất mà chúng ta mới vào, chúng ta không biết gì, chúng ta cũng có thể làm được. Và thứ hai là sau khi mà chúng ta tạo lead magnet rồi, chúng ta sẽ tạo một cái hệ thống phễu để nó tự động ra đơn cho các bạn, thì chúng ta tạo phễu như thế nào, rồi hiển thị lên website của các bạn những cái mà hấp dẫn để người ta có thể tải cái phễu hoặc là tải cái lead magnet của bạn, hay là xây dựng một cái hệ thống email marketing tự động gửi tới khách hàng mà các bạn không phải làm một cái việc là chúng ta phải gửi từng email nữa, thì nó rất là vất vả. Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái hệ thống tự động luôn, thì các bạn chỉ cần coi cái video của Nhung để các bạn làm thao tác theo từng bước, chứ các bạn không cần phải suy nghĩ nữa, tại nó rất là đơn giản. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc marketing cái phễu này
để cho nhiều người biết tới. Thì các bạn sẽ biết cách là marketing cái fail của các bạn qua kênh mạng xã hội như thế nào. Chúng ta nếu chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta chạy quảng cáo sao cho hiệu quả, rồi làm qua kênh website, rồi email, rồi kêu gọi những cái người mà có tầm ảnh hưởng như influencer, KOL marketing, rồi affiliate làm cho các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều kênh, rất là nhiều kênh để marketing hoàn toàn là không đồng hoặc là tốn rất ít chi phí để các bạn có thể tạo ra đơn, thì nó rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Chứ còn xưa nay thì chúng ta làm thì chúng ta cứ mỗi dựa vào một hai cách và nó không đem lại nhiều khách hàng mới cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ được học những cái cách để marketing cái fail này, nhiều người biết tới rồi xong là người ta cứ tự động tải về những cái lead magnet đó, rồi người ta tự xem, người ta tự mua, chứ bạn không cần làm cái gì luôn. Rồi sau đó là nếu mà giả sử như mà người ta qua hết một cái quy trình tự động rồi mà người ta không mua, thì Nhung cũng có những cái cách để giúp cho các bạn chuyển đổi những cái lượng người không mua đó thành những cái người mua theo những cái cách khác nhau, và nó rất là vô cùng, nó rất là đơn giản, và đặc biệt là các bạn sẽ được tặng thêm những cái quà tặng để hỗ trợ cho các bạn. Đó, thế những cái checklist phễu chốt sale tự động. Rồi cái email template, tức là các bạn không biết viết cái email như nào để hấp dẫn, thì đã có những cái email sẵn này cho các bạn để các bạn có thể viết theo. Rồi các bạn chỉ cần thay đổi chút cái nội dung cho phù hợp với cái sản phẩm các bạn đang bán, hay là phù hợp với những cái như các bạn đang là affiliate. Đó. Thì nếu các bạn chưa có ý tưởng gì để tạo ra sản phẩm của các bạn để có thể bán ở trong cái fail marketing tự động đó, thì Nhung cũng tạo giúp cho các bạn tạo ra, thậm chí là chúng ta hoàn toàn bằng không từ bây giờ đúng không? Chúng ta chưa biết chúng ta phải bán cái gì cả, thì chúng ta cũng có thể dựa trên những cái ebook này để các bạn có thể tạo ra một cái đó một cách nhanh chóng trong vòng một tuần rồi các bạn bán luôn. Và nó thực sự có đem lại giá trị lợi nhuận cao cho các bạn nha. Và nó vừa đem lại giá trị lợi nhuận cao vừa tự động nữa, thì các bạn thấy là nó thú vị không ạ? Và đây là một cái quy trình tạo phễu bán hàng và marketing tự động. Nhung đã đưa ra từng bước cho các bạn chỉ cần làm theo, làm tới đâu, xong tới đâu các bạn tích tới đó. Thì nó rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng từng bước, chứ chúng ta không còn bị mông lung nữa. Thì và nếu mà các bạn là một doanh nghiệp hay là các bạn không có thời gian, thì team của Nhung cũng có đầy đủ các bạn để làm cho các bạn nguyên cả một cái hệ thống phễu marketing này. Thì các bạn làm xong rồi thì các bạn chỉ cần lấy về và các bạn để nó tự động ra đơn cho các bạn thôi. Thì đây là một cái dịch vụ bên Nhung sẽ chạc riêng. Thì trước đây thì bên Nhung không làm cái này, nhưng mà để hỗ trợ cho những bạn nào mà thực sự là không có nhiều thời gian, thì bên Nhung sẽ có cái gói dịch vụ này. Thì tất cả những cái đây mà Nhung chia sẻ cho các bạn, những email template tự động khiến khách hàng quan tâm này, rồi mẫu landing page chỉ cần nhập vào cái website có sẵn là các bạn có một cái trang rất là đẹp để tự bán hàng cho khách hàng luôn. Và cái hệ thống quy trình để tạo dựng cái phễu bán hàng tự động cho các bạn trong một tuần, để các bạn có thể tạo được thu nhập tới hơn 100 triệu một tháng, thì các bạn đã thấy là Nhung đã show những cái con số mà Nhung đã đạt được khi sử dụng những cái phễu marketing này. Thì các bạn sẽ thấy là nó tiềm năng như thế nào. Và những cái ebook 1000 ý tưởng tạo ra sản phẩm riêng, cũng như là tất cả những cái bài học trong cái chương trình này, và có cái gói là We Do It For You, tức là nếu bạn nào yếu về công nghệ thì bên Nhung sẽ áp dụng cái gói hỗ trợ này giúp cho các bạn set up cái hệ thống, và với cái chi phí riêng thì nó không hề mắc một tí nào so với cái việc mà các bạn làm bên ngoài. Thì tất cả cái chương này thì nó chỉ có giá là 2.999.000, nhưng mà các bạn có thể tạo ra được một cái thu nhập khổng lồ, có thể là lên tới là 50 triệu, 100 triệu hoặc hơn như vậy nhiều, thì tùy theo cái biên độ lợi nhuận cũng như là sản phẩm của các bạn, thì các bạn có thể đạt được cái thu nhập rất là cao dựa trên các bạn áp dụng cái chương phễu marketing này. Thì nó vô cùng thú vị, đặc biệt là cái chương này nó áp dụng cho tất cả các bạn, từ kinh doanh cho đến làm kiếm tiền online, cho đến những bạn là freelancer, nó cũng áp dụng rất là tốt. Với những bạn nào đã là học viên của khóa học kiếm tiền online hub từ đầu đến giờ, thì các bạn sẽ được update cả cái nguyên cái chương này với rất là nhiều những cái bài học bổ ích. Thì đâu đó có tầm 27 đến 30 video thì Nhung sẽ liên tục update trong cái chương này, cùng với những toàn bộ những cái tài liệu ở đây. Thì các bạn đã đăng ký cái khóa học kiếm tiền online hub full thì các bạn sẽ được nhận cái khóa học này hoàn toàn miễn phí, chứ không phải là trả cái số tiền 2.999.000 nữa. Với những bạn nào mà chưa đăng ký khóa học full kiếm tiền online hub thì các bạn sẽ có thể mua tách riêng cái chương này với giá là 2.999.000. Thì trong cái video sắp tới thì Nhung sẽ nói
cho các bạn là các bạn cần gì, những cái điều kiện gì để các bạn có thể vào học cái khóa học này một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Còn tại vì nó sẽ có liên quan đến rất là nhiều những cái kỹ năng trước đó nữa, chứ không phải là tự nhiên chúng ta chưa có biết gì hết mà chúng ta vào cái này chúng ta làm, thì các bạn sẽ được tìm hiểu trong cái chương tiếp theo.